Chào các em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách để chúng ta có thể tìm ra cái tiệm gần ngang một cách dễ dàng nhất. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu như thế nào là tiệm gần ngang rồi đã. Cách tìm tiệm gần ngang. Cái tiệm gần ngang nó đúng với cái từ ngang, tức là nó sẽ là một đường thẳng năm ngang. Đúng nào? Một đường thẳng năm ngang. Ví dụ như thế này. Đây là y bằng một chẳng hạn. Cái đơn giản y bằng 1 nó cắt trục tung tại cái điểm là điểm số 1. Y bằng 2 là cắt trục tung tại điểm số 2. Đấy. Thì nó có một cái định nghĩa nó sai quá. Đưa tiệm cận ngang ấy, là đúng với cái từ tiệm cận ấy, là cái đồ thì nó sẽ đi sát vào đây. Tiệm cận tức là đi sát đúng không ạ? Đấy, đi sát vào. Đấy, kiểu như thế này. Đồ thì nó đi sát vào nhưng không chạm vào thì người ta gọi là tiệm cận ngang. Đúng không? Thì ở đây thầy sẽ không nói cái định nghĩa ông xây nhau quá nữa. Đấy, bởi vì đấy là video hướng dẫn về cách giải thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ để giải được cái tiệm cận ngang thì bạn cần chú ý 3 điều cho thầy. Thường ấy, tiệm cận ngang nó sẽ xuất hiện trong những cái hàm phân thức nha. Thường như vậy, hàm phân thức nó sẽ xuất hiện tiệm cận ngang và cả bạn sẽ để ý cho thầy như sau phương pháp này. Để ý nếu bậc tử mà lớn hơn bậc mẫu, lớn bậc mẫu thì chúng ta sẽ kết luận là không có tiệm cận ngang. Được chưa? Còn nếu bậc tử mà bé hơn bậc mẫu thì các em sẽ kết luận giúp thầy đó là có một tiệm cận ngang. Một tiệm cận ngang này đó là y bằng không luôn, được chưa? Y bằng không luôn. Còn nếu bậc tử mà bằng bậc mẫu mà bằng với bậc mẫu thì các em sẽ lấy cho đây đó là hệ số cao nhất của x. Đấy, hệ số xin lỗi hệ số của bậc cao nhất. Đấy, hệ số của bậc cao nhất chia nhau. Cao nhất chia nhau. Rồi, các bạn cứ ghi vào đã. Rồi sau đó thì mình sẽ có cái ví dụ. Ví dụ như ở đây này. Nếu bậc tử mà lớn bậc mẫu nha. Nếu bậc tử mà lớn bậc mẫu. Ví dụ như x bình cộng 1. Thế như x trừ 1 chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì các bạn sẽ thấy này. Cái bậc tử của chúng ta đó là bậc 2 đúng không? Đấy, là cái bậc cao nhất là bậc 2. Còn ở dưới này thì bậc cao nhất của nó sẽ là bậc 1. Và lúc này bạn sẽ thấy là bậc tử như thế nào bậc mẫu ạ? Bậc tử nó lớn hơn bậc mẫu đúng không? Thì em sẽ kết luận là không có nha, nó không có tiệm cận ngang, được chưa? Đấy, đúng với chú ý số 1. Đó, nếu bậc tử là bậc mẫu thì nó không có. Còn nếu bậc tử mà bé bậc mẫu này, ví dụ x trừ 1 thì x bình cộng 1 chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là bậc tử và bậc 1 đúng không ạ? Đấy. Còn bậc mẫu sẽ là bậc 2, đúng không? Tức là bậc tử của chúng ta bé bậc mẫu. Thì các bạn sẽ kết luận đó là có một tiệm cận ngang là y bằng 0. Đấy, rất là dễ đúng không? Rất là dễ thôi. Ừ. Ok, rất là dễ. Rồi, ví dụ như câu C chẳng hạn. Được chưa? Câu C chẳng hạn. Là bậc tử bằng bậc mẫu đi. Bậc tử bằng bậc mẫu thì các bạn có thể thấy là 2x trừ 1 chia cho 3x cộng 2 chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là bậc tử của chúng ta là bậc mấy đấy? À, bậc 1 đúng không? Mũ 1 nha. Đây này. Mũ 1. Đó, mũ 1 này. Đây cũng mũ 1 này. Bậc 1 trên bậc 1. Như vậy, bậc tử nó bằng bậc mẫu đúng không? Khi bậc tử bằng bậc mẫu ấy, thì các em sẽ lấy cái hệ số của bậc cao nhất ấy. Ở đây, hệ số của bậc cao nhất đó là mũ 1. Tức là hệ số của nó sẽ đi với x này, chính là mũ số 2. Và ở dưới này là số 3. Thì các bạn sẽ lấy là 2 chia 3. Như vậy, tiệm cận ngang sẽ là 2 phần 3. Thế đó. Đây cho thêm một cái ví dụ nữa. Đó là y bằng x bình phương cộng 2x trên cho 1 trừ 3x bình phương. Đấy, ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ thấy là gì đây? Bậc tử của chúng ta nó là bậc 2. Đúng nào? Bậc 2. Bậc mẫu của chúng ta cũng là bậc 2. Đúng không? Như vậy
Các em có thể kết luận bậc tử bằng bậc mẫu. Mà khi bậc tử bằng bậc mẫu thì các em sẽ lấy cái hệ số cao nhất chia cho nhau. Hệ số cao nhất ở đây là gì? Thì các em sẽ thấy đó là hệ số gắn với x bình ấy. Cái x bình là cái mũ cao nhất. Thì như vậy hệ số nó gắn với cái mũ cao nhất chính là hệ số của bậc cao nhất. Và như vậy các bạn sẽ lấy là cái số 1 này, dựa trên đây là số 1 này. Đúng không ạ? Đây là số 1. Các em sẽ lấy cái số 1 này các em chia cho cái hệ số cao nhất ở dưới mẫu. Cái hệ số này là âm 3, là cái hệ số mà gắn với x bình. Em sẽ lấy là số 1 mà chia cho âm 3 thì kết quả là âm 1/3. Đúng không nào? Đấy, có thể ghi là âm 1/3 nhá. Thì đó là cái cách để chúng ta tìm ra. Một cái ví Đó dụ là ví thứ dụ hai 2. số 1. Rồi ví dụ khá là bẫy các bạn đây. Phân tích sai lầm một chút nha. Đây là ví dụ 1 đi. Đây ví dụ 2. Câu A. Các bậc 2 của x bình 1. Thì như cầm 1. Đấy. Ở đây thầy sẽ phân tích cho các bạn cái sai lầm một chút này. Sai lầm 1 đấy. Đó là các bạn thấy bậc tử lớn bậc mẫu. Như bạn sẽ thấy ở bậc tử sẽ là bậc 2, còn bậc mẫu sẽ là bậc 1. Và như vậy các bạn sẽ kết luận là không có tiểu cận ngang. Thì đây là một sai lầm thứ nhất. Tuy nhiên tại sao này nói đấy là sai lầm? Thì do như này. Bởi vì ấy, ở trên tử ấy thì có căn nữa, đúng không? Căn nữa. Căn mà các bạn gặp bình phương ấy thì nó lại về mũ 1. Chú ý nha. Căn mà gặp bình phương nó lại triệt tiêu nhau là về mũ 1. Bậc tử bậc 1, bậc mẫu bậc 1. Thì như vậy là bậc tử nó phải bằng bậc mẫu. Được chưa? Đúng nha. Đúng đấy. Thì nó phải là bậc tử bằng bậc mẫu. Đấy. Rồi, bậc tử nó phải bằng bậc mẫu. Và cái sai lầm hai nữa. Khi bạn nhận ra bậc tử bằng bậc mẫu thì các bạn sẽ lấy là hệ số cao nhất là 1 chia cho 1 là y bằng 1. Hệ số cao nhất chia nhau là 1 chia 1 đấy, đúng không? Tuy nhiên ấy, để mà đúng ấy thì các bạn cần phải chú ý như thế này. Hồi lớp 9 các em sẽ gặp một cái công thức đó là căn bậc 2 của x bình ấy. Nó sẽ bằng cộng trừ 1. Được chưa? Cộng trừ, xin lỗi, cộng trừ. Nó sẽ là bằng trị tuyệt đối của x. Được chưa? Hồi lớp 9 các bạn gọi công thức này đúng không? Căn bậc 2 của x bình là bằng trị tuyệt đối của x. Và trị đối của x sẽ là cộng trừ 1. Như vậy này. Xin lỗi, cộng trừ x nha. Như vậy là hệ số của căn x bình ấy, nó sẽ có hai số. Đó là cộng trừ nhá. Ở đấy cụ thể nó phải là cộng trừ 1. Được chưa? Các bạn chú ý nha. Ở trên này nhìn thì có vẻ như là số 1 thôi, nhưng mà lưu ý là căn bậc 2 của x bình sẽ là cộng trừ, tức là nó sẽ có là cộng trừ 1. Mà nếu mà các bạn lấy hệ số của x chia nhau ấy, lấy hệ số ấy, chia nhau ấy, thì đấy sẽ phải là cộng trừ 1 chia cho 1, đúng không? 1 chia 1 hoặc là âm 1 chia 1, đúng không? Âm 1 chia 1 thì kết quả phải là 1 hoặc là âm 1 nha. Như vậy bạn sẽ có hai cái tiểu cận ngang ở cái bài này. Chú ý như vậy nha, chú ý. Đó là cái hai cái sai lầm các bạn thường hay gặp. Thì nó đúng là phải như thế này nhá. Đầu tiên là các bạn sẽ nhận xét đó là bậc tử bằng bậc mẫu. Sau đó là do căn của x bình sẽ bằng cộng trừ x nên là sẽ có hai cái tiệm cận nhá, cộng trừ đúng không? Hệ số sẽ có hai thằng là cộng trừ 1 nhá. Thì lưu ý như thế. Chú ý số 2 này. Thầy chỉ cần sửa lại một chút thôi. Đó là 1 trừ x bình chia cho x cộng 1. Đấy. Cái sai lầm của bài này đó là các bạn cũng làm giống như bài trên, tức là các bạn sẽ nhận ra đây bậc tử bằng bậc mẫu. Đúng không? Đấy, các bạn có thể dừng video này để các bạn thử đáp án là gì nhá. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Các bạn sẽ thấy là a bậc tử bằng bậc mẫu. Sao các bạn lấy hệ số cao nhất chia nhau? Thì cũng đúng. Nhưng mà các bạn sẽ bị sai đấy. Sai ở chỗ nào này? Sai lầm rồi. Sai lầm. Đó là các bạn sẽ thấy bậc tử bằng bậc mẫu.
thì các bạn sẽ lấy hệ số cao nhất chia nhau, tức là bằng cộng trừ 1 chia trên kia. Nhưng đây là sai lầm các bạn nha. Nếu bạn nào đọc kỹ trong sách giáo khoa, bạn sẽ biết là để có tiệm cận điều kiện này, để có tiệm cận ngang được, thì cái x của chúng ta nó phải tiến được tới dương vô cùng, được chưa, hoặc âm vô cùng nha. Nếu các bạn đọc cái kỹ cái định nghĩa nó sẽ khóa, thì điều kiện để có tiệm cận ngang là x phải tiến được tới dương cộng trừ vô cùng, được chưa. Thì tuy nhiên là với cái điều kiện của bài toán này ấy, thì 1 trừ x bình ấy nó phải lớn bằng 0, tức là nếu bạn bấm máy thì x nó chạy từ 1 đến 1. Và với cái điều kiện này thì x của chúng ta sẽ không thể nào tiến đến âm vô cùng, đến dương vô cùng được. Và như vậy bạn sẽ không có tiệm cận ngang bài này nha. Bài này là không có cái tiệm cận ngang, được chưa? Bài này không có tiệm cận ngang. Thì đấy, đấy chính là cái cách để chúng ta có thể biết được tiệm cận ngang. Và kém có thể làm như thế này này. Đối với tiệm cận ngang ấy, mà tình huống mà các bạn không chắc chắn ấy, thì các bạn có thể bấm máy tính. Hay bấm máy tính này. Đấy nha, thầy hướng dẫn thêm một cái cách nữa là cách bấm máy tính. Cách bấm máy tính đó là các bạn bước 1 là em sẽ nhập cái hàm số vào máy tính. Nhập hàm số vào. Sau đó các bạn sẽ ấn nút can. Đấy. Thì trong sách giáo khoa chú ý là để có tiệm cận ngang thì bạn sẽ cần phải x tiến đến dương vô cùng hoặc âm vô cùng, thì bạn sẽ can cho thầy đó là x bằng dương vô cùng, thì các bạn can là 9999 nhiều số 9 vào, hoặc có thể can âm 9999 nếu kết quả của nó ra một số. Nếu kết quả ra một số thì cái số đó là tiệm cận ngang, còn nếu kết quả mà ra vô cùng thì không phải tiệm cận ngang. Đây ví dụ như thế này, ví dụ như câu câu này chẳng hạn đi. Đấy các bạn có thể thấy này, x bình này cộng 1 này trên cho x trừ 1 này. Đấy, thì các bạn cán hồ tây này 999 nhá. Đấy thì nó ra vô cùng đúng không, tức là nó không có, hoặc âm 999 thế nào. Đấy cũng ra âm vô cùng thì nó không phải là một số, điều kiện nó phải ra một số, mà ra vô cùng là không không phải. Được chưa? Đấy là cách cách khác nhá, cách khác nhá. Có cách thì luôn như theo hướng dẫn rồi. X trừ 1 này, câu B này. Đến x bình cộng 1 này đúng không? Thì các bạn cán hồ thay 99999. Rồi, kết quả của chúng ta ra 10 mũ 8. À 10 mũ trừ 8. Nhiều số 9 lên. Đấy. Thì nhiều bạn sẽ không hiểu cái 10 mũ trừ 12 là cái gì. Thì các bạn chú ý giúp thầy này. Đó là 10 mũ trừ 12 hay là 10 mũ trừ 8 ấy, nó là biểu thị cho những con số mà nó 0,000000, rất nhiều số 0, và còn đến tần cũng 12 cái số 0. Và cái số này nó rất là bé. Tóm lại 10 mũ ấp mấy đó, ta sẽ hiểu nó là một số rất là bé và nó rất là sạc về số 0, 0,000000001, thì ta sẽ hiểu đó là số 0. Các bạn ok không ạ? Tóm lại 10 mũ ấm 7 đó thì chúng ta sẽ hiểu nó là số 0. Vậy thì với cái biểu thức này có đúng là tiệm cận ngang là y bằng 0 ạ? Chính xác chưa? Rồi, chính xác. Tiếp theo, như câu C chẳng hạn nhá. 2x1 tên cho 3x cộng 2 thì kém sẽ cán giúp thầy là 99999. Đấy. Nào kết quả này 0,6666 đúng không? 0,6666 chính là 2/3 đấy, đúng nào? Đấy. Được chưa? Rồi, hoặc các bạn có thể cán cho thầy âm 999 xem nó có ra số nào nữa không. Đấy, vẫn là 0,666. Đấy, ấn nút cán này, được chưa? Âm 99999 này, thấy không? Đó, 0,6667, tức là vẫn là 2/3, và hai cái số này giống nhau. Hai số này giống nhau tức là nó là một tiệm cận đứng thôi. Nếu kết quả ra hai số khác nhau thì sẽ là hai hai tiệm cận đứng. Ví dụ như là thầy vừa bấm được là 0,666, một cái là âm 0,666,
thì nó sẽ là hai từ cần khác nhau. Được chưa? Ở đây kết quả nó giống nhau, tức là chỉ có một tìm cần đúng thôi. Ví dụ cái trường hợp này x bình phương cộng 2x đấy, đây là 1 trừ 3x này đấy, thì các bạn có thể cán cho thầy là 9999 rồi thì bằng cái đúng không, thì âm 0,3333 chính là âm 1/3 đấy, hoặc là âm 999 đấy, các bạn có thể âm 999 thì kết quả tất nhiên là cũng cũng âm 1/3 thôi đúng không. Nói tóm lại là kết quả là âm 1/3. Rồi sang ví dụ 2 này, các bạn có thể thấy này, thầy thử bấm xem có ra được 1 với âm 1 nha. Đây, căn của x bình trừ 1. Rồi, thầy để cái mặt thầy bên này cho nó dễ. Ok, x cộng 1. Bây giờ căn 9999. Rồi, kết quả là 0,9999, tức là số 1 đấy. 0,999 tức là 1 đấy các bạn. Đó, vô số 9 nào. Đấy, 1 luôn đúng không? Rồi tiếp tục này, âm chín chín đúng không, đấy ra âm một được chưa, nó bấm ra mà ra hai số có kết quả khác nhau, tức là bạn sẽ có được hai cái điều cần đứng đấy đúng chưa. Từ từ cô B đấy, lỗi phép tính, các bạn can lỗi phép tính tức là nó không có đúng không, can âm chỉ chỉ lỗi luôn không có, được chưa. Ok, thì đó là cách để chúng ta vừa có thể giải thể luận vừa có thể bấm máy tính nhá. Rồi, xin chào tất cả các em.